Lâm Đồng có trên 532.000 hecta đất rừng, chiếm hơn 60% tổng diện tích tự nhiên. Xác định công tác giữ rừng là rất cam go, nhiều khó khăn, thách thức, nên những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, nên công tác quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xâm hại rừng và hành hung cán bộ bảo vệ rừng trên địa bàn vẫn diễn ra và ngày càng phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng và chính quyền các cấp cần có giải pháp quản lý, bảo vệ, nhất là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phục hồi rừng, kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên. Loạt phóng sự dài kỳ sẽ được chúng tôi phản ánh rõ hơn về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ chống đối, hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Điều này cho thấy tính chất phức tạp, manh động của các đối tượng vi phạm. Thời gian trước thì cũng không có xảy ra nhiều, nhưng trong thời gian gần đây tôi thấy các cái đối tượng này cũng rất là manh động, rất là nguy hiểm. Đấy, tôi cũng mong rằng là được chính quyền địa phương cũng như bên ngành công an có thể là hỗ trợ. Bọn chúng rất là manh động, mục đích của bọn chúng là để ra cửa phá hoại cái trật. Qua sự việc này, tôi cũng có nguyện vọng các bên liên quan sẽ cùng phối hợp hỗ trợ để chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Không chỉ hành hung, chống đối cán bộ bảo vệ rừng, nhiều vụ việc phá rừng phức tạp, quy mô lớn cũng đã diễn ra. Trong đó, phải kể đến vụ phá rừng tại tiểu khu 390, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, thuộc khu vực Hồ Thủy Điện Đồng Nai 5. Vụ phá rừng tại tiểu khu 727, vùng giáp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Thuận. Vụ phá rừng tại tiểu khu 161, địa bàn xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Và còn nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép bị bắt giữ. Các cái đối tượng vi phạm mà họ vận chuyển hoặc cất giữ tang vật trái phép thì họ rất là tinh vi. Và những cái khu vực khi mà phát hiện thì cũng rất khó là truy tìm. Mặc dù là chúng tôi kia là cũng làm hết sức mình, ngày đêm rồi thực hiện các cái biện pháp, nhưng mà lâm tặc nó vẫn còn manh động, canh chúng tôi những cái giờ ngủ hoặc là những cái ngày thứ bảy chủ nhật. Cơ quan chức năng cho biết từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng xảy ra trên 160 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 300 hecta rừng, phát hiện trên 29.000 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó phá rừng chiếm hơn 30% số vụ với gần 2.900 hecta, khai thác rừng trái phép trên 5.600 vụ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép gần 12.000 vụ, xử lý hình sự trên 400 vụ, tịch thu gần 33.000 mét khối gỗ các loại, nộp ngân sách hơn 140 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tình hình xâm hại rừng và cháy rừng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Chưa bao giờ cái công tác quản lý bảo vệ rừng là nóng bỏng như trong cái thời gian vừa qua, có nhiều cái sự vụ xảy ra liên tiếp phá rừng, khai thác rừng trái phép mà với một cái mức độ thiệt hại lớn nhưng mà chưa phát hiện kịp thời. Cái giải pháp căn cơ nhất là thường xuyên kiểm tra gắn giữa kiểm lâm địa bàn với chính quyền địa phương. Mặc dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, tuy nhiên rừng ở Lâm Đồng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng. Vậy đâu là nguyên nhân? Kỳ 2 của loạt phóng sự dài kỳ, giải pháp quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh rõ vấn đề này. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước mà chúng tôi đã phản ánh về thực trạng vi phạm lâm luật, mặc dù thời gian qua, cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, thế nhưng nhiều vụ việc vi phạm đến rừng vẫn diễn biến phức tạp. Vậy đâu là nguyên nhân? Phần 2 của phóng sự dài kỳ sau đây sẽ phản ánh rõ hơn. Nằm dọc tuyến tỉnh lộ 27C, cùng với các xã Đà Sa, Đà Nhiêm, việc quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Đà Chay của huyện Lạc Dương thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giao khoáng rừng cho nhân dân quản lý được thực hiện hiệu quả. Nhờ đó đời sống của bà con được cải thiện. Tuy nhiên, thực trạng lấn chiếm đất rừng và phá rừng vẫn diễn ra. Về nguyên nhân, lãnh đạo xã Đà Chay cho biết.
So với các xã khác trên địa bàn huyện đây, xã Đa Chái là giữ rừng rất là tốt. Tuy nhiên, đất sản xuất nông nghiệp ở trên bản xã của chúng tôi hiện nay theo thống kê là 595 hectare, trong đó đất của các doanh nghiệp đã chiếm hết là gần là 400 mấy chục hectare rồi, và còn lại là một số bà con người Kinh mua bán là hơn 120 hectare, còn lại trong bà dân tộc có 90 hectare. Như vậy mà anh chia cho 400 hộ thì thực sự ra một người dân là không đủ được hai sào, cho nên hiện nay là tình trạng thiếu đất rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy bà con của chúng tôi ở đây là ngày nào cũng là lên nước là lấn chiếm đất rừng. Vi phạm lâm luật và lấn chiếm đất rừng ở Nà Chay, Lạc Dương là thực trạng chung hiện nay của nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là địa bàn vùng rừng giáp ranh giữa các huyện và các tỉnh với Lâm Đồng. Địa bàn giáp ranh thì nó khó cái là nó liền kề nhau, khi mà mình phát hiện thì các đối tượng thường là nó qua cái địa bàn ranh bên kia, thì nó cũng khó khăn cho công tác là ngăn chặn. Ở mỗi cái vùng thì có mỗi cái khó khăn khác nhau. Riêng về khó khăn với huyện Tân Phú thì khó khăn trong cái việc mà kiểm soát lâm sản trên cái tuyến đường quốc lộ 20. Khi mà nó khó khăn ở chỗ là khi mà xảy ra cái hành vi vi phạm thì nó với thời gian ngắn thì các đối tượng dùng xe ô tô trên tuyến đường giao thông đã có thể tẩu thoát được. Vì vậy việc phối hợp bắt giữ thì cũng khó khăn. Riêng phối hợp với ở huyện Đà Tẻ thì chúng tôi và huyện Đà Tẻ cũng thường xuyên tổ chức tuần tra. Tuy nhiên ở khu vực huyện Đà Tẻ thì có các đối tượng thường xuyên dùng trâu lên để khai thác kéo về Đà Tẻ. Bắt, giữ, phạt, rồi thả. Liên tiếp những vụ việc vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng được cơ quan chức năng ngăn chặn. Nhưng đây là giải pháp chỉ mang tính tạm thời, chưa hiệu quả, thiếu bền vững. Vì vậy, việc người dân sống gần rừng tiếp tục vi phạm là điều dễ hiểu. Ngoài cái chuyện là phá rừng để lấy gỗ, thì cái nguyên nhân mà phá rừng để lấy đất là khá phổ biến. Chính vì vậy thì cái việc mà có thể chúng ta giải tỏa xong rồi, nhưng người dân vẫn bằng mọi cách để người ta vẫn cứ cố tình là người ta lấn chiếm cái đất lâm nghiệp này. Chúng tôi gặp khó khăn. Cái thứ nhất là có những cái diện tích là sau khi chúng tôi là trồng xong đến năm thứ ba dần đốt cháy hết, không còn cái gì cả. Thứ hai là diện tích trồng sau này thì lại nhổ bỏ cục bộ. Không chỉ diễn ra ở các địa phương, tại các dự án rừng được giao cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, tình trạng mất rừng vẫn diễn ra. Việc ngăn chặn chưa triệt để. Theo thống kê đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các ban quản lý bảo vệ, 334 doanh nghiệp thuê rừng, thực hiện trên 400 dự án, doanh nghiệp nhà nước trên 174.000 hectare, các tổ chức kinh tế khác hơn 65.000 hectare, lực lượng vũ trang hơn 1.340 hectare, cộng đồng trên 2.500 hectare, các xã 22.000 hectare và các tổ chức khác gần 1.340 hectare. Tính đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi trên 177 dự án với gần 26.000 hectare, trong đó có 141 dự án thu hồi toàn bộ và 36 dự án thu hồi một phần. Một số cái dự án mà đã được nhà nước giao cho thuê rừng rồi, nhưng về cái tiến độ đầu tư là rất là chậm. Và cái thứ hai nữa là bố trí cái lực lượng để mà quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp đối với các cái dự án thì đang còn rất là lỏng lẻo. Chính quyền địa phương cũng như là hạt kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và phối kết hợp hỗ trợ cho dự án để mà quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp. Chưa bao giờ công tác quản lý bảo vệ rừng nóng bỏng như hiện nay. Nhiều cánh rừng có vai trò quan trọng liên quan đến đảm bảo đời sống dân sinh cũng đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng. Đây chính là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan liên quan và chính quyền các cấp của tỉnh Lâm Đồng, xây dựng giải pháp hiệu quả, cùng chung tay quyết liệt ngăn chặn nạn phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Thưa quý vị và các bạn, qua loạt phóng sự dày kỳ mà Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh về công tác quản lý bảo vệ rừng thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi các ngành chức năng và các địa phương tăng cường các giải pháp quản lý chặt chẽ hơn. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo diện tích rừng hiện nay của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về đóng cửa rừng tự nhiên vùng Tây Nguyên. Những vụ việc phức tạp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua trên địa bàn Lâm Đồng đã đến lúc báo động. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng và các địa phương cần có giải pháp quyết liệt để giữ rừng tốt hơn.
Chúng tôi đưa ra nhiều cái giải pháp, cái nòng cốt là cái lực lượng kiểm lâm và lực lượng chủ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra ở trên các cái khu vực rừng mà có cái nguy cơ mà bị khai thác rồi bị lấn chiếm, xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp với lại các cái ban ngành rồi chính quyền địa phương cùng với đơn vị chủ rừng thì xác định các cái điểm vùng trọng điểm, những cái vùng nóng trên địa bàn để có những cái biện pháp giải pháp để tuần tra truy quét. Một trong những giải pháp để giữ rừng hiệu quả đó là thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ rừng. Bên cạnh đó, các lực lượng liên quan, các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp có dự án rừng phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ. Thường xuyên công tác tăng cường các tuần tra quản lý rừng và tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ý thức về vai trò tầm quan trọng của rừng đối với đời sống của người dân. Chúng ta phải tuyên truyền các cái hộ dân, mà chính các cái hộ dân nào đang lấn chiếm cái đất đó, họ cộng tác với mình để mà trồng cái rừng đó, thì tôi cho rằng cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Phải phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với ban lâm nghiệp xã, với kể cả các cái ban ngành khác. Theo số liệu của ngành chuyên môn, so với năm 1999, sau 15 năm, diện tích rừng của Lâm Đồng đến nay đã giảm 11%, tương đương với trên 100.000 hecta. Độ che phủ rừng là trên 52%. Việc giảm diện tích rừng những năm qua là do việc chuyển đổi đất rừng, trong đó có việc làm thủy điện và tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Mặc dù Lâm Đồng hiện là tỉnh đứng thứ hai ở Tây Nguyên về giữ bảo vệ rừng chỉ sau Kon Tum. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn hết sức nóng bỏng. Vấn đề này đang đặt ra bài toán trong quản lý bảo vệ rừng đối với các địa phương, nhất là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phục hồi rừng và đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên. Từ khi mà có cái kết luận của Thủ tướng Chính phủ đóng cửa rừng tự nhiên, thì đối với huyện Đạ Tẻ thì chúng tôi cũng đã rất là quyết liệt trong vấn đề này, triển khai ngay đối với các cái ngành liên quan, gồm chủ rừng này, hạt kiểm lâm, cơ quan công an, cơ quan quân sự, thực hiện đồng bộ trong cái truy quét, kiểm tra, rà soát tất cả các cái cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Chúng tôi đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, ban lâm nghiệp xã, các chủ rừng và kiên quyết là ngăn chặn và tuần tra kiểm tra, không để những cái trọng điểm lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra để ngăn chặn từ gốc, thì cái công tác xử lý, cương quyết xử lý là cũng được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh tinh thần trách nhiệm của ngành liên quan và các địa phương, để rừng không bị xâm hại thì còn phải có những cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, thực hiện tốt một số vấn đề về tình trạng dân di cư tự do, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, giúp người dân ở gần rừng ổn định cuộc sống. Đây là những yếu tố hết sức quan trọng, góp phần để Lâm Đồng thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng hiện nay. Đến thời điểm này, đường 723 Nha Trang, Đà Lạt qua địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Có đoạn dài tới 60 mét với hàng ngàn khối đất đá. Mưa lớn làm nước chảy mạnh vào các điểm sạt lở tạo thành...